Xin chào các bạn, đây là cái dòng máy chiếu Panasonic PTLX22. Dòng này có độ phân giải và độ sáng ở mức khá, các bạn có thể sử dụng để kết hợp xem phim, xem bóng đá, dạy học hoặc là thuyết trình. Hiện tại đang có bán tại trang web maychungcũ.com với chế độ bảo hành 1 đổi 1 và có tặng màn chiếu. Giá của dòng này hiện tại đang có mức giá là dưới 4 triệu đồng. Dưới 4 triệu đồng và cái menu của nó rất dễ dàng sử dụng, đặc biệt nó sẽ có cái tính năng là nó tự động chỉnh vuông hình nha các bạn. Tự động chỉnh vuông tức là chúng ta không cần mình chỉnh bằng tay á. Khi các bạn để cao hơn hoặc thấp hơn so với cái mặt phẳng màn chiếu thì nó sẽ tự động chỉnh vuông lại. Ngoài ra thì cái menu nó có tiếng Việt và rất dễ dàng là các bạn có thể tùy chỉnh cái độ sáng, độ phân giải, vân vân. Ở đây là các cái chế độ hình ảnh nha các bạn. Trong trường hợp mà các bạn muốn treo lên cao thì các bạn sẽ chọn cái mục là treo trần này. Chúng ta bật nó lên là ok nhé. Với giá thành dưới 4 triệu đồng mà có khuyến mại màn chiếu thì LX22 là một trong những cái model mà chúng ta có thể tham khảo để đầu tư cho những quán cà phê, vỉa hè hoặc là trong nhà với màn chiếu kích thước khoảng từ 100 đến 120. Các bạn có thể xem thêm thông tin ở trên trang web của maychungcũ.com. Vào thời điểm hiện tại thì đang có khuyến mại là tặng màn chiếu, nên các bạn hãy nhanh tay sở hữu cho mình một cái máy chiếu đã qua sử dụng chất lượng tốt với chế độ bảo hành 1 đổi 1 tại maychungcũ.com.